Chú ăn nói được không? Chú đâm cái này. Ôi trời đập ơi. Không, đâm không? Hỗn hợp gồm ớt và đu đủ sống bào ra. Được chưa, chú ơi? Được chưa? Dặn đều. Trộn cho đều lên phải không? Ừ. Ừ. Ăn xong cái món gì? Cái món gì vậy? Cá sòng. Muốn lọc lưỡi nữa. Cay. Ý là để mới có 2-3 trái ớt đó nha. Chứ thường thường để nhiều không? Ớt cái món này là mình phải để ớt nhiều nó mới ngon hả? Để chừng mấy trái? Không, hoặc là 10. Thì trời. Chị cũng ăn bằng nói. Ngon lắm. Ăn xong người trái ớt lột lưỡi nói luôn được cái tiếng của người ở ga.